từ đêm 1 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11 bắc bộ có mưa vài nơi đêm và sáng sớm trời lạnh vùng núi trời rét trong đợt rét này nhiệt độ ở miền bắc giảm ít nhất 10 độ c vùng núi xuất hiện rét đậm trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày mai 31 tháng 10 bắc bộ và khu vực thanh hóa nghệ an đêm có mưa vài nơi ngày nắng đêm và sáng sớm trời lạnh vùng núi trời rét khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi có mưa mưa vừa cục bộ vài nơi mưa to từ đêm 31 tháng 10 có mưa rải rác nam trung bộ tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng tây nguyên và nam bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió rất mạnh. Cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định hình thế thời tiết từ đêm 1 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11. Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Từ ngày 4/9/11 có mưa rào và rông rải rác. Từ ngày 5 tháng 11 trời chuyển rét. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày 3/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rông. Từ khoảng ngày 4/9/11 có mưa to đến rất to. Các khu vực khác có mưa rào và rông vài nơi. Từ khoảng ngày 3 tháng 11 chiều và tối có mưa rào và rông rải rác. cục bộ có nơi mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cho biết, khoảng ngày 4 năm phần 11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, từ ngày 5 tháng 11, nền nhiệt ở miền Bắc giảm sâu. Trời chuyển rét diện rộng, đây có thể là đợt rét diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay. Trong đợt rét này, nhiệt độ ở miền Bắc giảm ít nhất 10 độ C, tại Hà Nội, nhiệt độ duy trì ở mức 17 đến 21 độ C, giảm 10 độ so với những ngày cuối tháng 10. Tại Lạng Sơn, nhiệt độ ở mức 16 đến 18 độ C, tại cao bằng từ 17 đến 20 độ C, ảnh hưởng của không khí lạnh không những gây rét ở miền Bắc mà còn gây mưa lớn ở miền Trung. Từ ngày 4 tháng 11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cơ quan khí tượng cho hay, trong tháng 11, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ. Từ tháng 12, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn và gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều.